Chào cả nhà, hôm nay các bạn cùng mình đi tham quan khu du lịch sinh thái Khai Long, mũi Cà Mau xem thế nào nha. Con đường mà chúng ta đang đi là xã Đất Mới nha. Từ đây mà chạy dài xuống mũi Cà Mau thì nhà dân rất là thưa thớt nha. Tại vì đường quốc lộ 1 mới mở sau này. Còn các khu dân cư từ trước đến nay thì phân bố theo các con kênh sông rạch để thuận tiện về việc giao thông bằng xuồng. Trên đường đi thì cách chừng vài cây số sẽ có một trạm dừng chân ăn uống nghỉ ngơi như thế này. Đây đang sửa chữa nhà cửa. Ở đoạn đường này thì nằm trong trung tâm của thị trấn Rạch Gốc. Vùng tôm ở vùng Nam Căn Ngọc Hiển thì họ trồng cây đước bản địa để bảo tồn. Vừa bảo tồn vừa làm mát nước cho tôm. Và khi cây đước lớn lên thì họ sẽ được thêm một khoản thu nhập từ cây đước. Chúng ta đã đến với xã Đất Mũi. Mình đang đứng trên cầu này là cầu kênh 5. Xã Đất Mũi thì từ đây chạy dài đến mũi Cà Mau. Còn khu du lịch Khai Long thì còn cách đây khoảng chừng 6 km nữa. Vâng, trước mắt chúng ta là ngã ba, quẹo trái sẽ đi xuống bãi Khai Long. Nếu đi thẳng đường quốc lộ 1 khoảng 15 km nữa sẽ đến với khu dự trữ sinh quyển mũi. Ở đây là ấp Khai Long, khu du lịch cũng lấy cùng tên với địa danh ấp. Ở ngã ba đầu đường này mà đi xuống bãi biển thì còn cách khoảng chừng 3 km nữa. Tượng hai ông rồng này cũng tương đương với hai ông rồng ở Hòn Đá Bạc. Cực Nam Tổ Quốc, khu du lịch Khai Long, xin kính chào quý khách. Con đường có giải phân cách này, chúng ta đi 1,5 km nữa sẽ đến với sân đổ xe và cổng chính. Mình thì cũng có đến đây hết một lần, cách đây 4 năm, lúc đó thì mình chưa có làm YouTuber. Vùng đất này mà trước những ngày chưa xây dựng thì mùa chướng nước sẽ ngập mênh mông nha cả nhà. Ở đây mà san lấp mặt bằng thì tốn rất là nhiều kinh phí và công sức. Khu du lịch nghỉ dưỡng này xây dựng ở giai đoạn 1. Khu du lịch chính có chiều rộng là 1,5 km và chiều dài lên đến là 3,8 km. Đã đến với sân đỗ xe nha cả nhà. Hôm nay nhìn thấy sao vắng khách quá, chắc một mình ta với ta quá. Ở trong khu du lịch này thì có xây dựng một ngôi chùa rất là lớn luôn nha. Lấy tên là Khai Long Tự. Nên ngày rằm công ty sẽ không có bán vé để cho người dân họ tự do vào bên trong cúng viếng thắp hương. Còn những ngày thường thì giá vé người lớn là 30.000, còn trẻ em thì 20.000. Nếu đi xe điện tham quan thì 180.000. Đi xe điện thì không có quay phim được cả nhà. Mình đi bộ để dễ dàng di chuyển hơn. Ở đây thì vùng sâu vùng xa chúng ta không thể so sánh được với những khu du lịch ở các đô thị lớn được. Ở đây chỉ đón khách thập phương chứ còn người địa phương thì không có đông lắm đâu cả nhà. Chúng ta nhìn những con đường như thế này chúng ta cũng có thể đoán biết được là nếu đi bộ hết khu du lịch này cũng phải mất hết nửa ngày nha. Bước vào cổng chính thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một con kênh. Con kênh này thì đi vòng quanh khu du lịch sinh thái. Nếu ai thích thì có thể thuê cano đi vòng quanh để ngắm cảnh nha. Du khách đến với Cà Mau thì không thể thiếu về chủ đề sông nước. Cho nên những người thiết kế họ đã đưa ra ý tưởng này.
Nhìn thấy có mấy chiếc cano để cho khách thuê đó cả nhà. Ở đây là đầu nguồn của con kênh nha. Trên con đường chính đi ra biển, chúng ta sẽ được ngắm nhìn một nhà hàng hải sản với biểu tượng của một con tàu. Ngôi nhà này thì được xây dựng bằng bê tông. Con tàu thì được thay thế cho sân của nhà hàng. Còn ngôi nhà là một cabin của một con tàu. Nhưng rất tiếc là ở đây không có khu bảo tồn rừng ngập mặn bản địa. Khách thập phương đến đây điểm nhấn là nhìn ngắm những cây đước chứ không phải những cây dừa như thế này. Những con đường chính ở đây thì được thiết kế theo ô vuông bàn cờ. Còn căn nhà này là trung tâm điều hành khu du lịch. Ở khu vực này là khu vui chơi giải trí. Ở tổ hợp này thì gồm có 8 chủ đề khác nhau. Khu vui chơi giải trí dành cho người lớn và trẻ em. Ngôi nhà cổ tích. Hồ cối xe gió, khu biệt thự Hòn Thai, công viên cây xanh 12 con giáp, cầu bắc ra biển để chụp ảnh lưu niệm, khu tưởng niệm anh hùng Phan Ngọc Hiển và chùa Long Sơn Tự. Khu biệt thự Hòn Thai. Ở khu biệt thự này thì vừa để cho khách nghỉ, vừa để cho du khách có thể tự do vào bên trong khu vực này để tham quan. Ở đây thì còn nhiều khu resort khác cũng đẹp lắm nha. Ở đầu đường có Hòn Đông Bộ lớn quá cả nhà. Theo phong thủy thì Hòn Đông Bộ sẽ mang lại tài lộc và may mắn về cho gia chủ. Có đặt ở đây rất là nhiều hình tượng cua và tôm nha. Hình ảnh của cua và tôm là nói đến sự trù phú về nguồn lợi thủy hải sản của vùng đất mũi Cà Mau. Những năm gần đây thì tiểu cảnh rất là phổ biến. Tiểu cảnh phong thủy. Chúng ta đi thẳng theo con đường này vào bên trong thì tất cả những căn biệt thự đều có cùng chung một mẫu nhà giống y hệt như nhau. Công viên 12 con giáp. Chúng ta bước vào bên trong để ngắm vài con giáp cho vui cả nhà. Với sự giao thoa về văn hóa, nhiều dân tộc trên thế giới họ cũng lấy tuổi của mình qua 12 con giáp giống như ở Việt Nam. Con chuột thì được xếp hàng đầu trong 12 con giáp vì con chuột rất là thông minh và cũng rất là thành công trong việc lãnh đạo. Trời đổ mưa cả nhà ơi. Con trâu thì đứng thứ hai trong 12 con giáp vì con trâu đại diện cho sự siêng năng lao động. Nếu ai mà tuổi Sửu có thể vượt qua các con giáp khác để đi đến thành công. Bước ra mặt biển thì chúng ta sẽ được ngắm nhìn toàn phần của đảo Hòn Thai. Cùng với chiếc cầu nhỏ nhỏ xinh xinh, có chiều dài lên đến là 700m nha. Nếu ngắm quần thể Hòn Thai từ xa, thì từ thị trấn Gạch Góc kéo dài cho đến Rạch Tàu, đứng trên bãi biển đều nhìn thấy Hòn Thai rất là rõ. Ở bãi biển này thì tỷ lệ cát thấp hơn là đất bùn, cho nên nước nó bị hơi đục chứ không có trong cho lắm nha. Cặp mé bãi biển thì tất cả đều được trồng mới cây dương sỉ để thay thế cho rừng ngập mặn. Trồng loại cây này thì chắn gió rất là hiệu quả.
Bãi biển ở Cà Mau mà từ cửa Gành Hào kéo dài đến cửa biển Gò Công, cây dương sỉ mọc tự nhiên thì không có nha. Ở nơi nào mà đất cao có thể trồng nó mới sống được. Ở cặp cái biển này mà trồng và bảo tồn rừng ngập mặn bản địa thì sẽ tạo ra cảm giác thú vị hơn với những cuộc trải nghiệm của du khách. Còn như nhìn những cây dương như thế này thì làm cho mọi người cứ nghĩ rằng mình đang đi trên bãi biển của các tỉnh duyên hải miền Trung hay miền Bắc gì đó. Mà chính bản thân mình thì cũng vậy luôn. Cầu này thì có chiều rộng là 4 mét nha. Ở ngoài đầu cầu có nhà hàng cũng 4 tầng luôn, chuyên bán đặc sản hải sản của Cà Mau. Cầu này thì đi xe điện sẽ tiện hơn. Bãi cát Mũi Khai Long thì vẫn giữ nguyên dạng nét hoang sơ như thế này nha. Ở Cà Mau được mệnh danh là mảnh đất phù sa. Biển lúc nào mà êm sóng lắm thì nước nó mới có thể là trong được. Cho nên các nhà đầu tư họ không có tìm đến Cà Mau để khai thác về vấn đề du lịch tắm biển nữa. Tác phẩm lâu đài cổ tích. Về chủ đề kiến trúc này thì dành cho các cháu thiếu nhi sẽ phù hợp hơn. Ở đây chủ yếu thì để chụp ảnh lưu niệm cho một chuyến đi thôi. Nhìn vòng quanh sân lâu đài thì được đặt rất là nhiều tác phẩm nghệ thuật về hình tượng của các loài động vật. Chứ còn ở đây thì không có thấy ghi chú nội dung gì khác. Ngôi chùa Khai Long Tự này được xây mới hoàn toàn nha cả nhà. Rộng lên đến gấp 2 lần khu tâm linh Mẹ Nam Hải ở Bạc Liêu luôn nha. Đây là ngôi chùa Phật nổi bật nhất và cũng mang nhiều ý nghĩa nhất đối với người dân nơi mũi đất cuối cùng của Tổ quốc nha. Sân bên ngoài bên trong gì cũng nhìn múc tầm mắt luôn nha. Này là Phật Quan Thế Âm Thỉnh Mẹ Nam Hải. Tượng Mẹ Nam Hải này thì có chiều cao chắc cũng khoảng chừng hơn 20 mét. Cây Bồ Đề do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước trồng làm lưu niệm. Mình đi vòng quanh sân chùa thì cũng thấy rất là nhiều cây xanh được các vị lãnh đạo cấp trung ương đảng trồng làm kỷ niệm. Nhưng thời gian thì có hạn, mình không có ghi hình lại nha.
sân rộng thênh thang luôn cả nhà. Ở khu vực này không nằm trong khu dân cư nên giải phóng mặt bằng thì giá đất không có cao lắm nha. Có thể mở rộng mặt bằng thì không khó. Từ cổng đi đến ngôi chính điện thì khoảng chừng 400 mét nha. Ngôi chính điện thì được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại kết hợp với đường nét chùa cổ Việt Nam, cho nên nhìn thấy rất là thần việt. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem qua video và hẹn gặp lại video sau nha.